Người rất gì? Người em rất ngưỡng mộ. Ai vậy? Thần tượng của em. Sơn Tùng. Sơn Tùng. Người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc. Đẹp trai nhất gay. Đẹp trai nhất gay. Để chị chiếu thử cho mọi người coi có đẹp trai không. Em muốn giữ bí mật cho riêng một mình em. Cho riêng một mình em. Cho luôn luôn dành trong lòng của em. Nhưng mà chị nói muốn chiếu cho mọi người biết. Được, được, chị sẽ dùng ảnh hình để cho vỗ tay để cho nhiều người ta coi thôi bị mất phải nhưng mà nếu mà sợ lắm. Hôm nay mình làm cái gì vậy? Hôm nay quần cáo. Dạ cáo. Cho ai? Cái đó là bí mật. Sao nãy giờ cứ đòi giữ bí mật hoài vậy? Chia sẻ cho mọi người đi. Người đâu có giấy mà để chia sẻ tất cả các bạn. Tự nhiên bí mật cái gì cũng bí mật hết. Người quên đi làm gì? Hôm nay cho mấy quần cáo của quay phía sau dùng em cho. Quay kìa, quay phía sau. Hai phía sau rồi ha. Thấy em muốn chạy lại cho cáo không? Không được, không được. Chị đóng cho em ở trên đâu. Không phải là chị sợ mà không có em, mà chị sợ là lộ đèn của Mai Lo. Hồi nãy chị tưởng chị né thần tượng của em mà không có. Chị né đèn của Mai Lo. Chị thần tượng của em đang nói chuyện đi. Không, thần tượng của em đang làm gì em không. Em không bao giờ làm phiền thần tượng của em. Chị đừng có làm như vậy. Thần tượng của em là thích cưng của em chứ không phải thích cưng của chị mà. Chị đi em ra thích cưng của em ra không? Quá chị. Kêu đi. Không phải chị đó. Em kêu thần tượng có ra không? Bác thần tượng nó chửi em. Chúc cưng ơi chúc cưng. Cưng à, muốn gì? Hả? Hợp tác à? Hợp tác à? Hợp tác nè. Sao sao? Thấy chưa? Gì vậy? Không thương nữa. Anh thương em đi. Hả? Thần tượng hả? Thần tượng hả? Em ơi, em đã có một cái dây, một dây kinh điển. Chị hứa em luôn, tất cả các bạn sẽ cắt cái đoạn clip đó. Để làm có được cân bằng gắn tóc không? Em ơi, em giống chị rồi.